chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha tin mừng đức giêsu kitô theo thánh Matthêu. đây chúa vinh danh chúa khi dân chúng đã ăn no lập tức chúa giêsu dục môn để trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước trong lúc người giải tán dân chúng giải tán họ xong người lên núi cầu nguyện một mình đến chiều người vẫn ở đó một mình còn thuyền thì đã ra giữa biển bị sóng đánh chập chờn bị ngược gió canh tư đêm tối người đi trên mặt biển mà đến với các ông Thấy người đi trên mặt biển các ông hoảng hồn mà nói rằng ma kìa và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức Chúa Giêsu nói với các ông rằng hãy yên tâm thầy đây đừng sợ. Phêrô thưa lại rằng: Lạy thầy nếu quả là thầy xin truyền cho tôi đi trên mặt nước mà đến cùng thầy. Chúa phán: Hãy đến. Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh ông sợ hãi sắp chìm xuống nên la lên rằng lạy thầy xin cứu tôi. Lập tức Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói người hèn tin tại sao lại nghi ngờ? Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy người mà rằng thật thầy là con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa Lời Chúa kỳ tố, lời khen Chúa Anh chị em thân mến Trong bài đọc 1 Chúng ta nghe nói đến Elia Elia có nghĩa là chúa của tôi là ra về tại Israel khi vua Akab và hoàng hậu Zeraben tôn thờ các thần dân ngoại và xây dựng đền thờ kính thần ba an thì Elia đã cảnh cáo và thách thức nhà vua Elia là người đã toàn thắng trước mặt chư dân và vì ghen tương bà hoàng hậu Zeraben tìm cách trả thù lên ông trốn chạy lên núi bài đọc một hôm nay kể thiên chúa đã an ủi ông trong cơn khốn khó này ông đã đón nhận chúa thiên chúa đến với ông nhẹ nhàng không trong cơn gió bão đồng đất thiên chúa đến với ông như một người gần gũi thân thường Bài phúc âm hôm nay kể với chúng ta Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều Chúa ở lại trong hoang địa để cầu nguyện Và còn các tông đồ thì chèo thuyền Qua bên kia biển hồ Canh tư đêm tối Chúa đến với các ông Chúa Giêsu đi trên mặt nước Một sự kiện lạ lùng Con người bình thường với sức nặng Khi bước xuống nước thì sẽ chìm ở miền Nam Do Thái, vùng Judea có biển chết, nước rất mặn. Khi xuống nước tắm, người ta có thể để nằm và nổi lên trên mặt nước. Nhưng đấy là nằm, còn đứng thì chắc chắn không thể nổi được. Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với các đông đồ, quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện trước mặt các ông. Và rồi gió bão nổi lên Chúa nói với các ông rằng Hãy yên tâm có thầy đây đừng sợ Các tông đồ là những người trải lưới quen thuộc Ở vùng biển sóng gió này Khi thấy sự kiện này các ông hoàng sợ Đúng vậy ai không hoàng sợ Khi thấy một con người đi trên mặt nước Ai không hoàng sợ Khi phê rô bị sóng biển muốn nhận chìm Anh chị em thân mến một con người thật thà và nhiệt thành. Phêrô đã thưa với Chúa, xin cứu con. Chúng ta chỉ có thể nói với Chúa, xin cứu con qua những cơn khốn khổ của cuộc đời. Chỉ còn cần nói với Chúa rất vắn tắt những lời cầu xin, chúng ta sẽ được như Elia, được như Phêrô thấy Chúa giơ bàn tay ra để đón nhận chúng ta. Đấng có quyền phép vô cùng sẽ làm cho chúng ta nhận ra chúng ta bé nhỏ và yếu đuối trong tình thương đầy bao dung của Ngài. Cuộc đời của mỗi một người chúng ta cũng đối diện với năm chìm bảy nổi, chín cái linh đênh như vậy. Những khó khăn và thất bại trong cuộc sống luôn là bài học để giúp chúng ta trưởng thành hơn, ngước nhìn lên Chúa và nắm lấy tay Ngài. Phần thưởng của cuộc sống chính là có Ngài, chúng ta được an vui và hạnh phúc khi con người nhận ra vai trò sứ vụ và cùng đích của cuộc đời của chúng ta không có Chúa thì chẳng làm được gì. Chúng ta mới cần thiết để nói với ngài, lạy ngài xin cứu con, nhất là trong cơn khốn khó, khó vì đại dịch. Amen.